nhờ các cao nhân xóa giúp em cái tay vịn cầu thang em đang cầm với ạ. Em cảm ơn. Có vẻ như Donald Trump đang rất là đau đớn vì hành động kỳ quặc của cô gái này. Ui dồi ôi, bà chị này mạnh thế, bẻ gãy cái thanh sắt kia luôn kìa. Đây, đổi cho bạn cái thanh sắt khác rồi đấy. Bây giờ thì múa cột đi nha. Không muốn cầm thanh sắt kia thì cầm voi tưới cây được không bạn ơi? Việc gì khó thì cứ để Khá Bi Lêm xử lý cho nhá. Nhờ mọi người chỉnh lại quả bóng bay số 1 với ạ. Em cảm ơn trước. Bạn này 7 tuổi rồi mà vẫn còn mặc bìm kìa. Chắc là tè dầm nhiều lắm đấy. Thời gian trôi qua nhanh thật đấy. Ngày hôm qua mới tổ chức sinh nhật tuổi 17 mà bây giờ đã tròn 71 tuổi rồi. Ai đó có thể cho vợ tôi xin lại chân kia của cô ấy được không? Tôi không biết tại sao cô ấy có thói quen đứng kỳ lạ. Cảm ơn nhé. Đây, thêm chân cho vợ anh rồi đây. Khỏi cần cảm ơn nha. Thêm cái chân ngựa vào để chạy nhanh như ngựa nha. Chân của ba anh kia đâu hết cả rồi. Mình rất thích bức ảnh này, nhưng chợt nhận ra cháu gái mình đang liếm con kỳ lân. Nhờ mọi người xóa cháu gái của mình với ạ. Cảm ơn mọi người. Xóa đứa cháu ở đằng trước rồi đấy. Thế có cần phải xóa đứa cháu ở đằng sau không bạn ơi? Thôi, xóa làm gì? Xuống liếm công với nó cho vui nhá. Ai đó có thể giúp con gái mình đang đu trên vách núi được không? Đu trên vách núi thì làm sao mà ngầu bằng đu trên xe cảnh sát được? Con nhỏ tuổi thì leo cổng là được rồi, leo núi nguy hiểm lắm. Ai đó có thể xóa cánh tay của tôi ra khỏi mông của cô ấy được không? Đấy, xóa tay giúp bạn rồi đấy. Khỏi cần cảm ơn. Nếu bạn không thích sờ thì để Donald Trump sờ thấy cho. Tình hình dịch bệnh đang rất căng thẳng nên ra đường thì đeo khẩu trang vào đi nhá. Nhờ các cao nhân ghép thêm thác nước và chỉnh cảnh thêm xanh tươi một chút với ạ. Nếu muốn có dòng thác màu xanh thì để hút tè một phát là có ngay. Mình có tâm nhưng không có tâm. Mong bạn sẽ thích bức ảnh này. Đấy, xanh như thế này được chưa bạn ơi? Nhờ các cao nhân ghép thêm quả bóng bay số 6 vào tay trái của em với ạ. Nó đã bị nổ khi em chụp bức ảnh này mất rồi. Đây, số 6 của bạn đây. Khỏi cần cảm ơn nha. Số 6 là mà được không bạn ơi? Đấy, bong bóng số 6 theo đúng như yêu cầu rồi nha. Thôi, không đùa nữa, tặng cho bạn bức ảnh có tâm đấy. Nhờ các cao nhân xóa cái đầu trọc đằng sau chúng mình với ạ. Nhiều đầu trọc quá, biết xóa cái nào bây giờ nhỉ? Các
xem cao nhân chỉnh cho bức ảnh này thú vị hơn được không? Chị kia đang làm gì Ronaldo thế? Chị cao tuổi đấy. Thì những cái trường hợp này nếu con gái chúng tôi như thế thì chúng tôi cho nó đến nơi đến chốn ngay. Cho nó nằm bê xe lết ngoài đường ngay. Ai đó có thể chỉnh cho mình ngậm miệng lại được không? Muốn ngậm miệng lại thì lấy tay mà che là được ngay. Đơn giản. Hoặc là có thể dùng băng keo để dán lại nhá. Thanh xuân như một tách trà, quay qua quay lại hết bà thanh xuân. Nhờ các cao nhân chỉnh cho tay của mình nhỏ hơn được không? Trông nó mập mạp quá. Đây, tay nhỏ như thế này được chưa bạn ơi? Các anh chỉnh cho chị này bảo cảnh nào hợp lý hơn được không? Hợp thể với Son Goku nào. Đang ngủ mà vẫn bừa cùi được kìa. Hay thật đấy. Đu dây giống người rừng cho ngầu nha. Tư thế này cũng có vẻ hợp với bóng rổ đấy. Nhờ các cao nhân chỉnh cho con chó của em ngầu hơn được không? Cho con chó của bạn tham gia vào đội cổ đông luôn đấy. Bây giờ là 9:55. Đây là con chó đầu tiên trên thế giới tham gia vào Thế vận hội Olympic trong bộ môn nhảy cầu. Ngoài ra, nó cũng rất giỏi trong bộ môn thể dục dụng cụ. Sao ngủ mà lại quay lưng với vợ thế? Và đây là các chữ cái mà con chó này có thể tạo ra. Xin giới thiệu với em, đây là món chó phết kem. Nhờ các cao nhân thêm nhiều khói hồng đang nổ ra với ạ. Úi dồi ôi, anh này đánh rắm ra màu hồng luôn kìa. Làm Super Saiyan cho ngầu nha. Nhờ các cao nhân xóa hết những người đằng sau giúp em với ạ. Mày dám xóa tao hả? Tao uống hết ly nước của mày luôn. Mình cần thêm thứ gì đó thú vị vào đằng sau, người ngoài hành tinh chẳng hạn. Đây, người ngoài hành tinh của bạn đây. Khỏi cần cảm ơn. Nhờ các cao nhân xóa cánh tay của anh trai mình được không? Đấy, xóa tay giúp bạn rồi đấy. Khỏi cần cảm ơn. Thôi, không đùa nữa. Tặng cho bạn bức ảnh có tấm đấy. Bạn có thể chỉnh cho con chó của tôi ngầu hơn được không? Đây là một con chó lai cá mập.